Mời quý thính giả cùng đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe câu chuyện Chồng em của tác giả Nguyễn Trần Ai. Chuyện được xuất bản năm 1935. Mời quý thính giả cùng nghe. Năm xưa em đứng trong nồi cỏ, anh nấp nhìn em lòng hớn hở cùng anh năm nay trên lầu cao Em nấp nhìn anh nước mắt nhỏ Mấy nếp nhà ngói của cụ tránh ba Ẩn nấp trong những bụi tre um tùm Rậm rạp Ngày hôm ấy ra dáng náo nức tưng bừng Bọn người nhà từng tốp chia tay nhau Kẻ quét tước Trang hoàng nhà cửa Kẻ giết lợn mổ gà Vẽ ra cái cảnh tượng ngày Tết Lũ con nít từ sớm đến trưa Mỗi đứa nấp sau một bụi cây Đôi mắt thom lòm nhìn xuyên qua hàng rào Cái cảnh tượng rộn dịp ở trong Tuy chúng rất sợ bầy chó của cụ tránh Giữ tợn hơn bầy cọp Chúng kháo nhau Cậu cả định học ở nước Hà Nội Sắp về làng ăn khao Trên chiếc giường mùng rộng Mai ngồi đối diện trước tấm gương lớn Ngồi gỡ tóc Trái hẳn với mọi lần xoanh xoàng cầu thả Hôm nay nàng vừa trải vừa vuốt Như cố trang điểm từng sợi một Rồi ghé mặt sát tận gương nàng tìm tòi những cái dấu vết những cái xấu xí ẩn hiện trên nét mặt thấy nước da đen sạm vì mưa dầu nắng rãi thì nàng có hơi lo nhưng phút chốc sự vui mừng lộ hẳn ra ở cái nụ cười phải chăng cái gương mặt này là dấu tích của sự chăm chỉ làm lụng sự thở kính cha mẹ chồng trong khi người yêu vắng mặt tự nhiên những hình ảnh của thời gian đã qua liên tiếp hiện ra trong óc nàng như một cuốn phim dọi hình trên màn vải Nàng tưởng nhớ lại cái hồi nàng còn ở cùng cha mẹ đẻ Sau mấy năm học hành ở trường huyện Nàng đã phải trở về dệt lụa quay tơ Thì một hôm cha mẹ cho hay tin Là đã gả cho con cụ tránh ba ở tổng dưới Cũng bắt trước cái lệ xưa của ông bà Cũng theo đòi cái thói thường của làng nước Cha mẹ đặt đâu ngồi đấy Rồi vài lượt xêu tết Một lượt cưới hỏi đưa dâu Thế là nàng đã bước về nhà chồng Nhà cụ tránh giàu Nàng về đó kể cũng sung sướng tâm thân Nhưng chỉ hiềm vì một nỗi Chồng nàng Định mới lên 10 Mà nàng đã hơn chồng những năm 6 tuổi Vợ lớn chồng bé Bọn dân làng Nhất là lũ trẻ con Chẳng nể gì ai Cứ phun ra những lời chế nhạo Những câu hát cợt ghẹo Khiến cho nàng không khỏi trột dạ dầu lòng Tưởng tượng mình như một cái tơi tứ bề Chịu hàng trăm hạt mưa tung tóe Nhưng cô nhẫn nhục Bỏ ngoài tai những lời diễu cợt Nàng ở nhà lặng lặng chăm sóc việc gia đình Để chồng gia tình học tập Thì đậu Định lại nội trí ra học Hà Nội Bốn năm qua Một hôm cụ tránh được tin chàng Đã đỗ tú tải Tây Và sắp về nhà chơi Cả nhà vui mừng dạo rực Lập tức dọn dẹp nhà cửa để cậu tú về chơi Giết lợn mổ bò để khao làng Riêng cụ tránh ra tỉnh từ hôm kia kia để đón con cái ngày vui mừng sắp tới sự chăm chỉ làm lụng của mai và sự chăm chỉ học tập của định đã sắp đến kỳ kết quả tốt đẹp nghĩ đến đấy mai thấy trong miệng như ngậm đầy những vị ngon ngọt ở mũi như hít đầy một mùi thơm tho sực nức bốn bên nàng giường có trăm ngàn thứ vui sướng nhảy nhót như lũ trò con chiều hôm ấy một chiếc xe điện lù lù theo đường cái quan tiến đến trước làng những tiếng còi ồm ộp đi đôi với tiếng động cơ dần rộ, xé toang cả cái màn tịch mịch ở chốn thôn quê. Người nhà cụ tránh và một số đông dân làng ra trực đón từ lâu. Họ thấy xe đến từ khi còn nhỏ xíu, như một con chim vùn vụt trong đám bụi cát mù mịt. Xe chưa đến nơi, mà hai bên đường đã nghe những tiếng gieo hò dậy đất của bọn trẻ con. Xe đỗ, cụ tránh lụ cụ đi trước, rồi đến đỉnh an vận tây theo sau. Người ta nhìn tới chàng thì quên mất cái hình dạng một đứa bé 10 năm về trước. Tóc còn trái đào, đi nhà xác pháo hôm cưới vợ. Thằng cu năm, thằng cháu hội, bạn để trò với chàng. Nay chỉ đứng bên bụi mà nhìn trộm, run lên cầm cập như sắp có tay vạ. Hai dãy cây bông bụt đều đặn cắt xén phẳng lì, dẫn tốt người vào sân trong. Bà cụ tránh đã trực sẵn ở thềm. Cái vui mừng gặp gỡ vì bấy nay cách biệt, lộ hẳn trên gương mặt nhăn nheo của tuổi già. Giờ hai cánh tay khẳng kheo ra hiệu bảo con đi tới. Bà cụ vừa cười vừa nói. Định, con đã về đó ư? Mấy năm đi học vắng nhà, con có nhớ mẹ không? Chà, con to lớn dữ quá. Thấy con cười nụ, bà buồn vã nắm lấy tay và nói. Con vào thăm vợ con đi. Trời ơi, mười mấy năm về làm dâu nhà ta. Vợ con thiệt đáng gọi là một người hiền thảo Không có vợ con Nhà ta dễ đã được vui vẻ như ngày nay Mà hai ta đây biết lấy ai trăm năm hầu hạ Mai từ nãy đến giờ nấp ở trong nhà nhìn ra Thoáng thấy chồng về thì vui mừng hồi hộp Không dám ra mặt Khi nghe mẹ chồng bảo thế Thì hoảng hốt không biết ăn nói thế nào Nhưng may sao chồng lại dở lên nhà khách Tối hôm ấy Mai theo lệ thường thu xếp dọn dẹp xong thì vào giường ngủ Nhưng lần này nàng cố ý soạn sửa chậm chậm Rồi bày ra đâm gạo say lúa Mong thoát khỏi những lời nói bỡn của mấy đứa em chồng Và lũ đầy tứ xanh mãnh Ngoài nhà ngoài Chồng nàng vẫn cùng cha mẹ bà con chuyện trò Những cái khéo đẹp mới lạ ở chốn văn minh thị thành Bây giờ các cụ mới được nghe chàng kể lượt đầu Và không khỏi trương to cặp mắt thốt ra những tiếng Cha, gớm nhỉ Đêm đã khuya Bầy vạc ăn xương đã nhóm giữa lưng chừng trời Những tiếng kêu ái ân sung sướng Mai bước vào phòng Ngồi nghiêm trang và ở một xó giường đợi chồng Vì đi đường mệt nhọc Định theo một tên đầy tớ vào buồng đi nghỉ Những tiếng guốc đưa cùng cộp, Ăn nhịp với những tiếng chống ngực của Mai Đang hồi hộp lo lắng Định vào ngồi trên ghế Còn nàng đã tuột xuống đất từ lúc nào Bấy giờ đứng im ỉm như một vị hòa thượng Đầu cúi xuống hai bàn tay nắm lấy nhau cỏ ra trước ngực bẻ kêu răng sắc trong cơn vui sướng đầy người nàng líu lưỡi chẳng có thể thốt ra được một lời gì người nhà quê nhất là đàn bà một lần đầu đối diện với một kẻ ăn mặc sang trọng lối tỉnh thành thì dẫu có thân cận mấy đi nữa họ cũng không khỏi sợ sệt trốn tránh và có cái cảm giác như đứng trong dinh một ông quan lớn nhờ ánh sáng đèn dầu định liếc mắt nhìn vợ vận cái con ngươi mà 5 năm, năm về trước Chàng còn học tại tỉnh nhà Mỗi lần chủ nhật ngày lễ Dẫu có mưa to gió lớn Chàng cũng không quên lặn lội đi về Để hôn hít nựng nịu Để hưởng cái thù ái ân của vợ chồng Những lúc đó Chàng thấy vợ mình như một vị tiên nữ xinh đẹp Ban cho chàng những phút êm đềm say xưa Dục chàng học hành chăm chỉ Nhưng bây giờ Chàng thấy vợ xấu xa sần sượng Bộ mặt thon thon bèn bẹt Cặp mắt bỡ ngỡ quê mùa Thỉnh thoảng lấm la lấm lét nhìn trộm mình như đứa gian phi Cặp môi lem luốc những quết trầu đen thui hơn mực Phía dưới Hai bàn chân to tướng Đè trên đôi quốc đàn bà còn con Nặng chiều chịu chẳng có một tí gì gọi là mỹ thuật Bỗng chẳng nhớ lại những lời ông bà cụ tránh khen vợ Nào là hiền là thảo Nào là chăm sóc việc nhà Nào là thờ kính mẹ cha Thì tự nhiên chẳng sinh ra ái ngại Chẳng nỡ chê bay Chàng cố tìm kiếm những cái hay cái tốt trong người vợ Để đem lên cân nhắc cho khỏi tranh lệch Nhưng ngò mại chỗ nào Chỗ nấy đều vẽ ra những hình ảnh quê mùa khờ khạch Rồi chàng muốn dốc hết tình yêu chút vào cho vợ Nhưng nó hết sức chống chọi Không chịu vâng mệnh Không thấy vợ nói câu gì Chàng liền gọi Em Thì nàng cởi hết cả vẻ dạn dĩ Ngực đánh thùng thùng Hai tay run rẩy như một con cua đồng co quắp trước một con ếch Hồi lâu mới bật ra được một tiếng giả Xe sẽ trong cái nụ cười nửa miệng Một sự so sánh thoáng hiện trong trí não của Định Chàng nhớ lại những cử chỉ của Tuyết Một gái mới ở Hà Thành Mà chàng đã để tâm yêu dấu Tuyết ăn mặc gọn ghẽ Trang điểm xinh đẹp Biết trò chuyện tiếng Tây Biết nhảy đầm Biết khoác tay người yêu mà đi dạo phố Một tiếng gọi em hồi nãy Là đủ khiến cho Tuyết chạy lại nũng nịu vuốt ve mình và thốt ra trăm lời ái ân tình tứ. Trái lại, vợ chàng bây giờ ngớ ngẩn, âm thầm, vóc dáng thô kệch, ăn nói quê mùa, làm cho chàng ghét đau ghét đớn. Còn gì vô vị buồn tẻ cho bằng sinh hoạt cùng một pho tượng chơ chơ. Chào ôi, ta không thể nào thương được. Nghĩ thế, chàng quả quyết trở ra phòng khách nằm, chỉ vứt lại cho vợ một nụ cười chua chát. Cái tin cậu Tú định ly dị vợ Làm cho cả tổng ai nấy đều ngạc nhiên chưng hừng Thiên hạ bàn tán xôn xao thương hại cho mợ Tú Là người phúc hậu tử tế Và trái lại Dì và con người phụ bạc Họ ví mợ Tú như có một tòa lâu đài Ngày mai sắp được ở Thì tối hôm nay đã đổ sụp Sau cái đêm gặp nhau gớm ghê ác nghiệt Định nhất thiết để vợ và muốn ra Hà Thành Còn mai hàng ngày chỉ gục đầu trong đống chăn mà nghẹn ngào rơi lệ nàng biết hết, đoán được hết tâm lý chồng. Phải, một bậc thiếu niên anh Tuấn, từng sinh hòa dự trốn đô hội phồn hoa, đang khao khát hàng trăm cái hay, đang theo đuổi hàng nghìn vẻ lạ, thì bảo cô bám làm sao cho được cái cảnh sinh hoạt dầu dĩ lặng lẽ ở thôn quê, đầy dẫy những sự tương phản như thế. Mấy năm về trước, cặp uyên ương yêu nhau đến cực điểm, thì nay một con đã phụ bạc, Hất hủi tình xưa. Bộ mặt khinh bì của chồng nhắc cho nàng biết, chỗ kết liễu của sự yêu đương. Trời ơi, ta làm sao mà moi được quả tim trong ngực ra cho chàng thấy cái ái tình đằm thắm nồng nàn của ta ra thế nào? Đã bảy hôm, hai ông bà cụ tránh hết lời khuyên rộ con trai, nhưng vô công hiệu. Định nàng nạc một mực bỏ vợ và ham hở ra đi. Không đợi cha mẹ và chồng bàn tán lâu ngày, Mai cũng xin về. Đừng trước cái gan sắt đá và lòng bạc bẽ của chồng, nàng phải tự quyết tự quyết là phải. Một mẫu ái tình trơ chẽn, không phì được lòng một người đàn ông đang hang sức nhảy bay, đang chứa chan hy vọng, thì thà là bỏ đi còn hơn bị bỏ. Rồi nàng nhất định trở về làng cha mẹ đẻ, cái nơi đang còn có người cưu mang thương xót. Buổi trưa hôm ấy, sau khi chào cha mẹ chồng, nàng lẳng lặng bước vào phòng khách. Định đang nằm trên trường kỳ mà ngáy pho pho. Cô nuốt lệ, nàng chạy tới, rồi như một con chiên đứng trước pho tượng thiên chúa, hai cánh tay giao nhau, mu bàn tay úp lên vai. Nàng cúi đầu nhìn chừng chừng vào chồng. Phút yên lặng, yên lặng mà nói rất nhiều. Nó đay nghiến chửi rủa hay bày tỏ nỗi lòng cũng không ai biết. Người đầy tớ gái đứng ngoài ra hiệu dục đi kẻo trễ xe. Y như một tên đao phủ đến phòng đưa tử tù mà dục ra pháp trường. Nàng thì mê man trong cõi mộng, cùi xuống hôn hững hờ trên đầu chồng, cái hôn lạnh lẽo cuối cùng rồi lặng lặng ra đi. Càng bước xa xa, quả tim càng dồn rập, trong lệ càng sướt mướt nhiều thêm. Nhưng nàng cố gắng sức nhắc bàn chân nặng nề uể oải bước lên. Khỏi nhà cụ tránh, nàng bàng hoàng, ngao ngán như người có xác không hồn, sắp té siêu đôi ba lượt. Xưa bước chân về nhà chồng vui vẻ tưng bừng chừng nào, thì nay từ giã nhà chồng buồn rầu tẻ ngắt chừng nấy mười hai năm sau hôm đó định đi xe điện về thôn bình khê trong lòng hớn hở đầy những hy vọng nói hớn hở là vì suốt mấy tháng này chàng phải trải qua lắm phen chạy bại khổ nhục chàng bị thất nghiệp thì mười hai năm về trước sau khi đã bỏ vợ xong định lấy làm sung sướng như rút được một món nợ lớn hay cất một gánh nặng trên vai rồi chàng ra tỉnh lĩnh chức thông phán tòa sứ rồi chàng lấy tuyết rồi chàng có con rồi ông bà cụ tránh mất đi Để lại cho chàng một món gia tài 5.000 đồng bạc Danh, tình, lợi Những cái ấy nó đẩy chàng lên cao ngất Quên hết cả đoạn đường vừa qua Lại quên cả cái người vì mình mà ôm nặng một mối sầu tê tái Nhưng trèo cao ngã đau Sự may rủi ở đời nó có thể tâng bốc ta lên đến tận mây xanh Thì nó cũng có thể đè nhận ta xuống chín từng địa ngục chỉ trong chốc lát Sinh hoạt trong cảnh trường già hai vợ chồng định dần dần tiêu hết tiền và sinh ra túng quẫn tuy lương tháng đã năm sáu chục bạc rồi sự ăn chơi bắt chàng phải vay công lĩnh nợ rồi không có đủ mà trả định bị tịch ký cửa nhà bị lột chức phán sự bị đày vào cảnh thất nghiệp vợ chàng tuyết không kham nổi với cảnh túng thiếu nên bỏ mà đi mà kệ chồng gà sống nuôi con trong một cái lồng sơ xác gặp lúc khốn cùng định tự hối nhưng chẳng còn mặt mũi nào để nhờ vả ai thì may sao một người bạn thân chỉ cho một chân thư ký ở xưởng dệt bình khê chàng vội bạ đi ngay hy vọng tràn trề cùng hình xác trời ơi Mọ! à dạ bẩm định người xin việc sau khi nhờ ông quản lý dẫn vào buồng giấy bà chủ xưởng dệt bình khê chàng bỗng dù lên mấy câu trên mặt tái nhợt như kẻ tiểu phu gặp loài thú dữ có gì đâu Chẳng thấy rõ mai Vợ cũ Bây giờ hai tay chống vào đầu Đang xem giờ một bài báo Thấy động cửa Nàng ngừng đầu lên Để lộ ra gương mặt nghiêm nghị quả quyết Đầy những sự suy nghĩ lung lao Như đang bố trí một công cuộc gì khác Chính thị là mai Từ ngày bị chồng phụ bạc Nàng thấy cuộc đời của mình tẻ ngát vô vị Quả tim nàng lúc ấy chẳng khác gì Một chiếc bát cổ Bị nứt sạn từng đường Xong vẫn chưa tan ra từng mảnh Có lúc Mai muốn đi tu hoặc tự tử cho thoát cõi đời tục lụy Xong những tư tưởng khổ não ấy Không đủ mãnh lực để quyến rỗ nàng Một vài chị em bạn gái nhân đấy xin đứng làm trung gian Dục nàng bước đi bước nữa Mong tiêu pha vùng vẫy cho phỉ trí khoảng canh tàn của hội xuân xanh Khoảng đời lỡ làng sống giờ chết giờ Mai ngần ngại lắm phen Và sau rốt chỉ xì ra có mỗi một câu trả lời Là không thèm lấy ai nữa nhưng nàng còn phải sống sống để giúp ích một phần nhỏ mọn cho bà con làng xóm một công cuộc chợt hiện hình sắp hàng trong trí não nàng định lấy nghề dệt lụa là nghề gia truyền của mẹ già đặng chiêu tập bọn phụ nữ tới làm giải khuây thời vận đưa đến chỗ dệt của mai dần dần phải mở rộng ra vì công việc chạy càng ngày càng tiến phải lập xưởng phải mua máy móc phải thuê thợ nhiều thấy công cuộc của mình thịnh hành Mai vui vẻ phấn chấn quên bẵng quãng đời qua Quên luôn cả vết thương lòng đau đớn khôn hàn Thì hôm qua Một lá đơn xin việc của định gửi tới Bắt nàng sự nhớ lại chuyện cũ Trời ơi Chồng ta đến nước này ư Rồi sáng hôm sau Nàng ra ngồi chờ ở bàn giấy Lấy dáng tự nhiên để nhìn nhận xem Những cử chỉ của con người phụ bạc Thấy định có vẻ sợ hãi cuống quýt Lúc nhận thấy mình Mai nhách một nụ cười Nụ cười mát ruột đầy những sự khinh bỉ, chua cay, nhưng vẫn giữ cái thái độ nghiêm trang của bà chủ xưởng. Nàng hỏi: "Ông hỏi việc gì?" Như không còn đủ sức lực nào nữa, định hai hàng nước mắt rưng rưng, sụp quỳ xuống nhìn Mai, bộ dạng hối hận van lơn. Chào ôi, mợ, mợ, tôi không ngờ. Ông, kìa cậu, cậu còn đến đây làm gì? Cô nói ngạc nhiên giả dối Mai chỉ thốt được vậy Quên mất cả những lời chua chát, sâu độc Mà nàng từng suy nghĩ hồi hôm Xin mọi tạ thứ cho những sự cuồng dại mấy năm về trước Trời ơi Sự cuồng dại ấy đã gây cho tôi Cái kết quả khốn nạn ngày nay Thật nghiệp, nghèo khổ Vợ bỏ, con đói Bà phồn hoa chỉ là một cái áo giấy đẹp đẽ Ngắm chơi thì được Chờ đã mặc vào nó sẽ tơi tả tàn tành trong khoảnh khắc thả thứ mợ ôi Tôi này biết tội đã nhiều xin mợ nghĩ lại cho tôi được nhờ ông muốn tái hợp ư muộn quá mà rồi ông ạ à. em đã có mai im bặt nhường lời cho chi phán đoán của định chồng khác định rú lên một tiếng rồi như mất cả hồn vía ngã chối vào gầm bàn đánh đổ giỏ giấy loại tung toé khắp nhà thì mai rơi rớt mất cả vẻ nghiêm nghị, luống cuống đứng dậy, toàn thổ lộ hết chân tình, nhưng vẫn cố níu cho được một chút cứng cỏi. Vâng, ông còn chưa biết hay sao, cái xưởng lụa này cùng với mấy chục chị em dệt ở đây tức là chồng em đó. Mời quý thính giả nghe câu chuyện, quan thám kéo vó của tác giả Nguyễn Tường Phượng Chuyện được xuất bản năm 1943 Chương 1 Thú Điền Viên Một buổi sáng mùa xuân, hôm ấy là ngày 18 tháng riêng Mặt rời vừa lên khỏi ngọn núi chè làm tan đám sương mù Và để lộ những dạng thông cao chót phót Một làn gió xuân nhẹ Thổi tiếng thông reo hòa với tiếng chim hót Cảnh vật thật là tưng bừng Trên con đường từ làng Hoài Bảo Thượng Ra đến ngã ba cầu giếng Khách bộ hành phần đông là người làm ruộng Và các cô gái bán vải vội ra chợ lim cho kịp buổi chợ dưới bóng cây đa Ở ngay ngã ba cầu giếng Một quán nước đã thấy rộn dịp kẻ đứng người ngồi Uống nước, ăn trầu, hút thuốc Một bà cụ bán hàng và một cô cháu gái không lúc nào ngớt miệng chào khách Nắng vừa chiếu đến Cánh phên liếp vừa dựng lên che bớt bóng nắng Thì mấy cô hàng vải cũng vào nghỉ chân uống nước Bọn nông phu thấy con gái hàng tổng đi chợ Anh nọ thì thầm anh kia Hình như cũng có quen biết các cô trong hội liêm ở núi Hồng Vân Ngày 13 tháng riêng vừa rồi Một chàng trẻ tuổi Trừng táo bạo hơn các anh kia Sau khi cầm điếu cầy rít một hơi Vừa thở khói vừa hỏi một cô trong ba cô hàng vài ngồi ở đầu ghế Cô Niêm, sao hôm nay ra chợ muộn thế? Thưa anh, sáng nay em sang ném mua chè cho u em Về khí chậm, nên bây giờ mới đi Mọi hôm cô đi chợ sớm, qua cầu giếng, có thấy gì khác không? Các bạn chàng nông phu đều nhìn chàng không biết định nói gì Nhưng như đoán biết, chàng này vội lên giọng nghiêm trang kể rằng Vừa rồi cụ cựu bơ kể chuyện với tôi Mở sáng đi tát nước Gặp con tinh hiện lên ngồi dưới gốc đa Đầu tóc rũ rượi Thấy cụ đi qua nó nói nheo nhéo Cụ cựu ơi Lại đây cho em hỏi Chàng vừa nói đến đấy Ba cô hàng vài có vẻ sợ hãi Nên không ai bảo ai đều ngồi sáp lại gần nhau Một cô lại liên tưởng nhìn ngay ra gốc đa Anh chỉ nói bịa thôi Chủ nông phu đang ngồi uống nước đặt bát xuống trọng ngắt nhờ như vậy ai nói bịa anh không tin hỏi cụ cựu xem nếu không thật tôi xin đánh cuộc với anh ba tấm mía thấy chàng nói sưng sưng như vậy các người ngồi đấy đã hơi tin bà cụ hàng thấy chàng trẻ tuổi làm cho khách hàng của mình phải khiếp sợ vội nói len vào chà chuyện với trò anh nhiều khả chỉ hay đạt điều làm cho các cô ấy sợ quá lại quên cả buổi trọ bây giờ rồi quay lại bà cô Như có vẻ an ủi Bà cụ hàng nói tiếp Bằng một giọng cả quyết Còn tình ở cầu giếng Nghe các cụ kể lại Ngày xưa nó hay hiện làm con gái đẹp Chiều gẹo khách qua đường Nhất là học trò thì bị nhiều lắm Một hôm một người học trò ở làng bịu ta Dậy sớm ra kinh học Cũng bị nó chồng gẹo Chàng liền ôm lấy nó Nó không biến được Vội chắp tay van lại còn lại ông ông tha cho con Người học trò vội hỏi Những việc về trước và về sau mày có thể biết được không? Nếu không tao sẽ đánh chết Còn yêu nàn nỉ đáp Ông để tôi xin nói Ông là thần ở thượng giới Giáng sinh Ngày sau thì độ thám hoa làm quan đến tể tướng Tôi nói với ông thì sợ tiết lộ cơ rồi Tất tôi có tội Xin ông giữ kín cho Ông thương tội tha cho tôi Nói xong nhân lòng tay nó biến mất không bao lâu cây miếu thờ con tinh mà các cô thấy còn chơi cái nền ở ngã ba, bị cháy, còn người học trò làng biểu độ thám hoa. Rồi bữa nào ông ăn cơm cũng khấn nó về ăn, và từ đấy nó cũng không dám hiện lên gẹo ai nữa. Nghe bà hàng kể chuyện, anh nhiều khả phá lên cười, vì anh cốt dọa các cô hàng vài. Hả? À, thế ra cụ cũng biết chuyện quan thám làng tôi à? Còn cô niêm hàng bài như cất được gánh nặng, vui vẻ uống nước, rồi lườm nguyết cái anh phải gió chị hay bày chuyện vừa lúc ấy trên con đường thiên lý từ thăng long sang kinh bắc hai người cưỡi ngựa tế như bay chắc là có việc quan khẩn cấp đến trạm lũng giang cho ngựa đi thong thả rồi theo con đường nhỏ đi về phía ngã ba cầu giếng đến quán nước hai người khách xuống ngựa buộc vào gốc đa dụ áo phủi bụi bỏ nón bước chân vào hàng bà hàng thấy cách ăn mặc biết là người ở kinh đô cung kính mời chào. Bọn khách vừa bông đùa cũng làng dần ai đi việc ấy. Hai người khách ngồi xuống một cái chóng tre, gọi lấy hai bát nước chè tươi, uống một vài hụm. Rồi người đứng tuổi hơn, hỏi bà hàng bằng một giọng sang sàng. Cụ có biết lối vào nhà quan thám đi đường nào không? Bà hàng chưa kịp đáp, thì anh yêu khả còn đứng đấy vội nói ngay. Hai ngày hỏi thăm nhà quan thám làng bịu hai ngày đi thẳng đây, chỉ sang tay trái, qua cái cổng ấp lũy tre, rồi rẽ sang bên phải đi độ vài chục bước là đến. Ba có biết quan thám có nhà không? Người kia nhìn bác nhiều hỏi thế. Bẩm ngài, quan thám từ ngày về làng, thường thì sáng sáng đi thăm đồng, hay chơi núi, có khi ngài cũng qua đây. Hôm nay chừng ngài ở nhà, vì có dân tam đảo định sang mời ngài đi đền thân bài. Uống cạn hai bát nước và hút thuốc, Người trẻ tuổi lấy hai đồng tiền đồng giả bà hàng Rồi cả hai sau khi đã cảm ơn bác nhiều Đứng dậy ra gốc đa dắt ngựa Theo lối đã trò Cho ngựa đi chậm Vừa đi vừa nói chuyện Đến gần chỗ sẽ Lại thấy có mấy cái bờ nhỏ và mấy cái ao Hai người ra vẻ phân vân lưỡng lử Bỗng trông ra cách đấy vài chục bước Gần lũy có một ông già Tuy mặc áo vải nhưng có vẻ quác thước lắm Đang nắm chặt cán một cái vó mà kéo cá ở ao Thấy hai người đi tới Ông lão vẫn làm việc như thường Một người trong bọn vội hỏi Phiền cụ làm ơn trỏ lối cho chúng tôi vào nhà quan thám Cụ già tùm tìm cười Sẽ đặt vó xuống Vừa lấy tay nắm mấy con cá trong vó vừa nói Các ngài vào nhà quan thám xin theo tôi Tôi cũng vào làng bây giờ Rồi lặng lặng thu vó Tay sách vó Tay sách giỏ đi trước dẫn đường Hai người khách cùng sát ngựa theo sau qua cổng làng Rẽ sang tay phải vài chục bước Đến một cái cổng gạch sơ sài Trên cổng có khắc năm chữ Trung hiếu nhất căn sinh Có hai chữ nhỏ ngự bút Đấy là cổng nhà quan thám Ông già cứ tự nhiên vào cổng Vào sân Đến bên góc tường giáp tường hoa Dựng vó để dò đấy Hai người khách ngơ ngác chưa hiểu ra sao Thì tên người nhà làm ruộng chạy ra Khách vội hỏi Đây có phải nhà quan thám không? Cụ lớn có nhà không? Tên gia nhân vội thưa Bẩm phải Cụ lớn tôi kia Ngài đang dựng võ Rồi sẽ vào Mời các ngài vào chơi nhà khách Hai người khách giật mình Vội chạy lại phía ông già lúc ấy Đang rửa chân ở gần bể Cùng kính chắp tay vái chào và xin lỗi Là vì không biết mà vô phép Quan thám cười Thì ra ông già kéo võ ấy Chính là ông Nguyễn Đăng Cảo Độ tiến sĩ cập đệ đệ tam danh khoa bính tuất niên hiệu lê phúc thái năm thứ tư làm quan đến thái bảo tước quận công xin về trí sĩ nhưng nhà vua bảo chúa trịnh rất ỉ trọng có việc quân quốc trọng sự thường sai sứ về hỏi quan thám vội mời hai người khách vào nhà một gian nhà lá năm gian rộng rãi bày biện rất sơ sài tên người nhà vừa mang khăn áo vào một tên nữa pha trà quan thám chít khăn mặc áo rồi bằng một giọng rất ôn tồn mời khách ngồi và hỏi các ngài từ kinh đô Thăng Long sang chơi Chẳng hay có việc gì can hệ Hoàng thượng vẫn khang cường Và nhà chúa vẫn bình yên đấy chứ Bẩm cụ lớn Chúng tôi là thuộc quan ở lại phiên Vâng lệnh chỉ của vương thượng Sang mời cụ lớn tiến kinh có quân quốc đại sự Quan thám chớp mắt Sẽ để tay lên tròm dâu đã gần bạc hết hỏi Có việc gì quan trọng mà phải phiền đến hai ngài Trịnh vương đã có lệnh chỉ xin giao lại cho tôi một người sứ giả cung kính hai tay đưa Trình Quan Thám một tờ giấy lệnh gấp vuông, có hai chữ lệnh chỉ to thủ bút của chúa Trịnh. Quan Thám đón lấy, mở ra xem một lượt, đặt lệnh chỉ xuống án thư trước mặt, lấy ông thuốc chặn lên ra vẻ nghĩ ngợi một phút, rồi bằng một giọng trong trẻo nói ngay. Lại việc biên quan lôi thôi, sao trong chiều không cử vị nào đi thay? Tôi này tuổi đã già, lại hay lẫn lộn, e lầm lỡ việc nước thì làm thế nào? Bẩm cụ lớn, Vương Thượng có dặn ngoài, thể nào cũng mời cụ lớn tiến kinh cho, vì trong việc này chỉ có cụ lớn đảm đương được. Chúng tôi xin phép cụ lớn về trước và xin đón cụ lớn ở bến Ái Mộ để cùng sang quan thuyền. Chúng tôi đã dặn cả các trạm ở dọc đường hầu đón. Xin cụ lớn kíp khởi hành cho. Được, xin hai ngài cứ về trước, tôi thu xếp việc nhà. Chỉ nội ngày mai xin có mặt ở kinh thành. Hai sai quan đứng lên vái chào ra khỏi cổng. Dắt ngựa nối đường cũ Qua ngã ba cầu giếng Đến đường cái Lên ngựa ra roi một mạch cho chạy về phía kinh thành Thăng Long Tiện khách rồi Quan thám cũng gọi người nhà dặn bảo công việc đồng áng Và sửa soạn ra đi ngày hôm ấy chương 2 Đi xứ Trong dòng sông nhị Một chiếc quan thuyền lênh đênh đang sang ngang Trong thuyền Có một ông già và hai người đã đứng tuổi Ông cụ già là quan thám Hoa Nguyễn Đăng cào đi chạm giao dịch đến bến Ái Mộ, thì hai sứ giả đã bắt quan thuyền trực sẵn để đón ngài vào Thăng Long. Thuyền cập bến Tây Long, viên đội chạm đã túc trực, sẵn sàng võng và hai con ngựa. Quan thám lên võng, sứ giả cưỡi ngựa theo sau đi về phía cửa Đại Hưng, rồi vào nhà quán dịch tạm nghỉ. Mở sáng hôm sau, hồi giờ máu, vua Lê Thiết triều ở điện kính thiên. Bên cạnh hai rồng có kệ sập là nơi ngự tọa của chúa Trịnh. Hoàng môn quan quỷ tâu qua thám hoa làng hoài bão là Nguyễn Đăng Cảo hậu trì. Vua thân tôn cho vời vào điện. Quan thám lại ở đan trì. Vua cho bình thân và tứ tọa. Vua phán. Gần đây nhà Thanh sai sứ là biên án sát Quảng Tây. Chuyển cho nước ta bắt dân gian. Ai cũng phải dóc tóc bệnh đuôi giam và theo phong tục Trung Quốc. Chậm nghĩ việc ấy rất là vô lý. Mà không theo thời lại xảy ra việc binh đao dân sự sẽ lầm than khổ sở. Vì vậy Trịnh Vương khuyên chậm nên sai quân lên Nam Quan, hội đồng với sứ nhà Thanh, để xin cho ta khỏi phải cái nhục ấy. Chậm sực nhớ ra Khanh khi trước đã sung vào đoàn tuế công, nên cho bởi Khanh về kinh nhận chức khâm mệnh, ra biên quan thu xếp cho yên việc ấy. Khanh nên vì nhà nước mà đi một phen. Ông Nguyễn đang cảo tâu rằng, Phận làm tôi dù Nam dù Bắc, bệ hạ đã dùng đến hạ thần đâu dám từ nan, chỉ hiểm hạ thần tuổi đã già Mà tài học lại sơ lược E nhỡ nhàng việc nước Xin bệ hạ xét kỹ Vua phán Ý chấm đã quyết Khanh trở nên từ chối Phụ lòng ý trọng của trẫm Trịnh vương cũng nói thêm vào Quan thám hoa đã vì nhà nước nhiều phen khó nhọc Nay hoàng thượng ủy thác cho việc đi xứ Không nên từ chối Và lại việc đã đến nơi Hôm qua ta đã tiếp được phiếu của Thanh Xuyên Hầu Chấn thủ lạng sơn Nói rõ về việc này Y lại yêu cầu ta sớm liệu thu xếp Kẻo sứ nhà thanh chợ ở Nam Quan Ngày ngày cho người sang thúc dục Ông Nguyễn Đăng Cảo không dám chối từ Phải phụng mệnh Ông bái mạng vua Rồi ra nhà quan dịch thu xếp để lên đường Ngày mùng 1 tháng 2 Trên con đường thiên lý Từ Thăng Long sang Kinh Bắc Lạng Trấn Một đoàn sứ giả ra đi Chính sứ là thám hoa Nguyễn Đăng Cảo Qua các trấn đều có quan lại ngành tiếp nhưng vì công việc trọng đại, ông Nguyễn Đăng Cảo không dám lưu luyến, thúc giục người tùy hành gấp đường lên lạng. Ngày mồng tám qua quỷ môn quan, rồi nói đường núi quanh co khó nhọc, ngày hôm sau mới đến Lạng Sơn. Trấn thủ là Thanh Xuyên hầu đón tiếp. Ông Nguyễn Đăng Cảo đem việc mình chịu mệnh đi sứ thuật lại. Thanh Xuyên hầu lấy làm lo ngại nói rằng, cụ lớn lên đây chỉ đem theo có một ít gia thần và nhất định sang Nam Quan hội kiến. Tôi e có điều gì bất chắc chăng? Tôi là kẻ võ thần chịu trách nhiệm nơi biên chấn. Vạn nhất có sự gì thì tâu về chúa thượng thế nào? Ông Nguyễn Đăng Cảo khẳng khái giả nhời rằng Hiền hầu thật quá lo xa. Đã hay hiền hầu là quan võ mà tôi đây chỉ là anh nhà nho. Xong lệnh vua đã sai. Dù sao tôi cũng phải tiếp xứ tàu. Còn việc nước được lợi hay không? Tính mệnh tôi lành hay dữ là nhờ hồng phúc của chúa thượng. Chỉ xin phiền hiền hầu sai quan báo sang Nam Quan Là ngày mùng 10 tháng 2 tôi sẽ đến đấy hội kiến Thành xuyên hầu không biết nói sao Đành chỉ vâng dạ Rồi sai một viên phó tướng sang Nam Quan thông báo Sáng mồng 10 Một đoàn người ngựa từ thành Lạng Sơn đi ra Nghi vệ rất tề trình Đi đầu một lá cờ to theo hai chữ phụng xứ Rồi đến lá cờ vóc vuông một mặt theo Nam Việt Bính Tuất Khoa tiến sĩ cập đệ thám hoa Thái Bảo quận công. Mặt sau thêm một chữ Nguyễn rất lớn. Đi sau cờ này có năm lá cờ ngũ hành, một mặt chống tiểu cổ rồi đến mao tiết che lọng vàng. Và liền đó một chiếc võng điều ngáng ngà. Quan thám Hoa Nguyễn đang cảo quắc thước dưới mũ cánh chuồn và chỉnh tề trong bộ triều phục màu cổ đồng. Hai bên võng có che đôi tán vóc vàng. Sau võng là các viên tùy hành và 50 tên kỵ binh, giờ thành xuyên hầu cử đi theo phòng dự bất chắc khi đoàn sứ đến Nam Quan, sai một tên tiểu hiệu báo trước. Ba tiếng pháo hiệu nổ vang, viên chấn thủ sai mở cửa quan đón tiếp. Sứ nhà Thanh là án sát Quảng Tây, cho một viên kỳ bài mời sứ An Nam đến nhà trạm, dựng sẵn trong quan để hội kiến. Ông Nguyễn đang cảo lên võng và truyền theo nghi vệ như khi đi đường đến tận cửa nhà trạm mới xuống võng. Kỳ bài vào trình trước, án sát Quảng Tây sai mời vào. Ông cảo trình tề mũ áo tiến lên, dùng lễ chủ khách vái ba vái sứ tàu lấy làm không bằng lòng nhưng gượng đáp lễ mời ngồi và sai pha trà để sứ ta giải khát an tọa uống hết hai tuần trà sứ tàu lên giọng nói trước ta vâng lệnh thiên triều chuyển nhời huấn dụ của thiên tử cho vua nước nam phải kính vâng theo lệ trung quốc vì nước nam là phiên bang giáp trung quốc thời phong tục tập quán phải theo đúng như trung quốc đấy là lòng thương dân của đức vạn tuế muốn đem văn hóa Trung Quốc dạy bảo và phổ cập đến các nước chư hầu. Sao vua nước Nam cứ dùng rằng chưa tuân chỉ? Này lại sai người đến đây. Chắc còn điều gì kêu xin nữa chăng? Ông Cảo thấy thái độ kiêu căng giận lắm, nhưng cô giữ nét mặt bình tĩnh ra nhời rằng. Tệ quốc từ khi các chiều trước mở mang bờ cõi, văn hiến tuy có theo Trung Quốc, nhưng phong tục tập quán là căn bản của dân nước vẫn theo thói cũ. Qua hồi minh thuộc đã có lần thiên triều nghĩ đến việc sai quan sang cải cách, nhưng trong dân gian vẫn không có gì thay đổi Đến bản triều Từ Đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế Phát tích ở Lam Sơn Xuất thân nơi thôn giã Mười năm bình định Mở nên chính thống là nhờ ở sức của dân Lại tất nhiên phải lấy dân làm gốc Nên sau khi lên ngôi Ngài cũng vẫn để dân tệ quốc theo phong tục Tập quán của tệ quốc duy đổi phong Bại tục thì sai quan địa phương Xét lại khuyên dân bỏ đi Không dám có điều gì phải phiền đến thiên triều Can thiệp đến việc giáo hóa Mà từ đấy nhờ ân đức của bản triều nhân dân vẫn an cư lạc nghiệp. Vừa rồi họ mặc tím quyền, dòng dõi nhà Lê giấy binh ở Thanh Hóa, Trung hưng lại cơ nghiệp, vẫn nói phép xưa, tuân điển cũ mà cai trị cho đến bây giờ. Này nhất đán thiên triều bắt tệ quốc phải theo tục dóc tóc, bệnh đuôi sam, cài đổi cả y phục. Cái mỹ ý của đấng thiên tử thật đáng kính phục. Kẻ làm bầy tôi nhẽ phải theo, nhưng lại sợ lòng dân không theo, thời trong nước tất sinh ra bất hòa. Những kẻ làm sàng nghĩ bậy, Thừa cái lòng công phẫn suy dục ở dân gian tệ quốc Lại sinh ra nhiều việc Sinh linh đổ thán chừng ấy thiên tử sẽ trách tự quân Không biết lo việc sửa trị Để nối trí các đời vương trước Xin đại nhân nghĩ lại Sứ nhà thanh nghe phân trần Không hài lòng nói sẵn Ngài phải nhớ thuận với thiên triều Thì trong nước được yên Phong tục giống như Trung Quốc Sự giao thiệp với thiên triều càng dễ dàng Bằng này vua nước Nam không chịu vâng nhời Viện lý này bày nhẽ khác nhỡ khi thiên tử bất bình mà binh thiên triều kéo ra ngoài cửa nam quan này chừng ấy vua tôi nước nam hối cũng không kịp ông cào thấy nhời đe dọa trong lòng căm tức lắm nhưng ôn tồn giả nhời ngay đại nhân dạy thế hơi sai cổ nhân nói nước lớn có quân đánh dẹp nước nhỏ có cách chống giữ tự quân tôi sở dĩ sai tôi lên đây là muốn giữ tình hòa hảo cả hai nước tránh việc can qua cho hai dân nhược như thiên triều không thể tất lòng tự quận tôi mà kéo binh sang trinh phạt tệ quốc. Thời vạn bất đắc dĩ lại xảy ra những việc như trí lăng, tụy động, không phải là lỗi tại tệ quốc. Sứ tẩu thấy thái độ cương quyết, nhờ nhẹ rán giỏi như vậy, lấy làm khó chịu. Bàn cãi mãi đến quá chưa, sau cùng hải vờ sang chuyện khác. Chẳng hay ngày do chân gì xuất thân và quý quán về đâu. Thưa đại nhân, tôi bất tài, may được chân tôn hoàng đế ân tứ tiến sĩ đệ nhất giáp đệ tam danh khoa Bính Tuất và là người làng Hoài Bảo Thượng, huyện Tiên Du, Trấn Kinh Bắc. Nếu đã là bậc văn tài khoa hoạn, ta thử ra một vế câu đối. Hệ đối được, ta sẽ thu nhận biểu trần tình để tâu dùm lên thiên tử. Ông Nguyễn Đăng Cảo nhìn thẳng vào mặt sứ tàu thưa rằng Đại nhân đã hạ cố, tì chức xin chờ lệnh. Sứ nhà thành ứng khẩu đọc Lão khuyển lạc mau do hướng đỉnh tiền phệ nguyệt nghĩa là con chó giả rụng lông, còn ngồi ở trước sân rõ lên mặt răng cắn. Biết ý diễu mình, không nghĩ ngợi, ông cào đối luôn. Tiểu oa đoàn cảnh, mạn cư, tỉnh đế khuy thiên. Nghĩa là con ếch ngắn cổ ngồi ở đáy giếng dòm lên rời. Sứ tẩu nghe đối bẽn lẽn, vội đứng lên vừa cười vừa nói. Thôi, xin mời đại nhân tạm nghỉ ở nhà trạm vài bữa. Bản trước sẽ để bản trần tình lên thiên tử, còn tùy lượng trên phê phán Ông Nguyễn Đăng Cảo thò tay vào tay áo chiều bào Lấy tờ biểu mà ông đã viết sẵn cung kính Trao cho sứ tàu Rồi ung dung như khi đến Cáo biệt Chống song cờ mờ vẽ dịch đình Còn viên án sát Quảng Tây nghĩ việc không xong Tự lấy làm ngượng Liền hôm ấy thảo biểu dâng cả biểu của sứ nước Nam Trong biểu không quên tâu việc hội đàm Và nhờ ứng đối của ông Nguyễn Đăng Cảo Rồi trong ngày ấy Một tên lưu tinh đệ công văn về Bắc Kinh đã mấy hôm Ông Nguyễn đang cào nóng lòng chờ đợi Nhưng không dám lộ vẻ gì lo nghĩ cả Một đôi khi có quan tàu đến trạm hỏi thăm Đều chuyện trò vui vẻ Và có khi sướng họa cùng đáp lễ nữa Người tàu đều kính phục Cuối tháng 2 Viên nhà Thanh hạ chỉ cho viên án sát Quảng Tây Truyền cho sứ ta biết Việc bắt theo phong tục là do lòng hiếu sinh trí đức của Thiên Triều Nếu nước Nam chưa cải được là một sự không may Thiên Triều cũng không bắt ép Ông Cào tiếp được chiếu lòng mừng rỡ khôn xiết, dâng tạ biểu cho sứ mang về và liền hôm ấy cũng cáo biệt sứ tàu để về nước. Nghe tin báo sứ bộ được bình yên dở về, quan trấn thủ Lạng Sơn là Thanh Xuyên Hầu, xuất lĩnh cả các quan văn võ trong trấn lên tận biên giới đón tiếp. Thấy đoàn sứ, trống rong cờ mở từ xa đi đến, Thanh Xuyên Hầu cùng các quan đều xuống ngựa vòng tay đứng chờ. Ông Nguyễn Đăng Cào vội truyền đóng quân lại, xuống võng, tiến đến trước mặt thanh xuyên hầu cầm tay cảm động mà nói rằng vì lão phu mà phiền lòng hiền hầu cùng các quan phải đón tiếp lão phu thật cam thất lễ thanh xuyên hầu cung kính thưa rằng bẩm đại nhân đã cao niên mà vì việc nước phải xông pha nơi dương gió nay giờ về được bình yên việc nước lại xong xuôi cả thật đi trước lấy làm cảm phục đà tạ hiền hầu quá lời khen khiến lão phu thêm hổ thẹn Công việc thu xếp được xong là nhờ hồng phúc của thánh thượng Chứ lão phu nào có tài cán gì đâu Ông lại cười và nói thêm Nếu ba tấc lưỡi của lão phu không công hiệu Thì đã có hiền hầu và các tướng sĩ đây Cho quân chó ngô biết Được ta lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với họ Cả hai cùng cười Đoàn sứ bộ lại theo nghi vệ như đi đường tiến thẳng về dinh quan trấn thủ Khác nào như đám quân thắng trận hát khúc khải ca Vì trên quan dưới dân Ai ai được tin ông Nguyễn Đăng Cảo đã về Việc nước đã yên Để vui mừng cho chỗ biên quan sẽ không xảy ra sự chiến tranh nữa Ngày hôm sau Ông Nguyễn Đăng Cảo thảo biểu cho người về kinh đô tâu trình các việc Rồi cách đó hai ngày Ông cũng từ biệt quan trấn thủ ra về để phục mệnh Trên đường về Nhân việc nước xong Ông vui vẻ nhìn non sông Thấy cỏ hoa xinh sắc như đón chào vị sứ giả Đã vì non sông đất nước mà lặn ngòi Nói nước ra đi với tấm lòng sốt sắng để giao thiệp một việc trọng đại có can hệ đến sự sinh tồn của cả một dân tộc. Qua kinh bắc, nhìn ngọn núi trè ẩn hiện trong đám mây, dưới chân núi, dạng cây xanh bát ngát, ông chạnh lòng nhớ đến cố hương, nhưng vì mang sứ mệnh trong mình, không dám rẽ vào thăm nhà mà cứ thẳng tiến về kinh đô, để cho chọn phận sự kẻ đi sứ. Chương 3 Lui về làng Một buổi chiều, mặt trời đã gác núi. Các cô hàng vài chợ lim đã gánh những gánh hàng theo chân núi Hồng Vân, đi về ngả làng Hoài Bảo Thượng. Trên đỉnh núi Hồng Vân, trong chùa từ gác chuông đưa ra những tiếng chuông trong trèo. Hồi chuông mộ như phá tan sự phiền não của muôn vàn sinh vật, nhìn xuống cánh đồng ngang dọc như bàn cờ, bao la bát ngát, những nông phu, nghe tiếng chuông chiều, vội vàng tay dắt trâu, vai vác cầy, bòn bòn theo những bờ ruộng đi về làng trong quán nước ở ngã ba cầu giếng nhiều người làng đã ra ngồi chơi uống nước chè tươi và nói chuyện làm ăn mùa màng trên một cái chõng một ông già nét mặt hồn nhiên vui vẻ đầu không chít khăn tóc bạc thừa bay phất phơ theo làn gió nhẹ mình mặc một cái áo dài mùi hạt cau chân đi dép ra cũng đang cầm bát nước vừa uống vừa nói chuyện với một ông già ngồi cạnh đấy người ngồi nghe có vẻ cung kính và chăm chú vào câu chuyện Ông già ấy là quan thám hoa Nguyễn Đăng Cảo Nguyên từ sau khi đi xứ về kinh Nhà vua và chúa trịnh lấy làm kính trọng lắm Ban thưởng cho ông rất hậu Vua thần tôn muốn lưu ông ở kinh để coi việc triều chính Ông nhất định từ tạ Lấy cớ là tuổi đã già Sức lại yếu Công việc nhà không ai trông nom Nhà vua và chúa trịnh không nỡ ép Sức xài quan địa phương đón rước ông về tính dưỡng ở làng Lúc ra về Các quan triều đều theo tiễn chân rất đông rồi sau mấy ngày trộn rộn Tấp nập quan khách Quan thám lại sống cái mẫu đời bình dị Sớm ngày đi thăm đồng Lúc vui đi kéo vó Có khi lên chơi chùa Hồng Vân cùng sư ông trụ trì Một vị hương công xuất ra Bàn giáo lý nhà thuyền rồi lượng thượng ra về Chiều chiều Ông cũng ra quán nước ở ngã ba cầu giếng Cùng người làng nói chuyện mùa màng thóc lúa Lúc nào cũng ung dung tự tại Tưởng như khi còn hội đàm với sứ nhà Thanh trong ải Nam Quan hay cùng bạn đồng chiều dự yến nơi quang lộc tự ở kinh thành làn gió nhẹ phe phẩy dạng tre xanh bóng mở tối chìm chóc bay về gọi nhau ríu rít ông già ấy mới khoan thai chắp tay sau lưng cùng người làng cùng về trong lòng khoan khoái lâng lâng trong sạch như người đã luyện được đạo huyền vi cơm rau áo vải xa cả phú quý cả phồn hoa để hưởng cái thú ẩn giật sau khi đã làm đầy đủ phận sự với nhà với nước Quý thính giả đang nghe câu chuyện Chị Cử của tác giả Triều Dương Chị Cử gặp bức thư của chồng bỏ lên đỉnh màn rồi áp cái miệng nhỏ xíu của bé Oanh vào bồ vú đang căng sữa nói vọng xuống bếp Bố cháu đi gần đến nơi rồi đấy bà Bà cụ kiềm, mẹ chồng chị Cử cởi lớp so xạ phủ quanh nồi cơm xong đưa đôi mắt hấp hem nhìn lên nhà Nhờ trời, chân cứng đá mềm nó cũng theo kịp được anh em, thế là mừng lắm. Bà cụ rẻ bàn tay tính lầm nhầm. Nó đi hôm nay nữa là vừa vặn hai tháng. Gơm, hai tháng mà lâu lâu là, cứ như hai tháng cái hồi đang nằm hầm chạy tây ấy thôi. Hai tháng là cụ tính từ ngày anh Hoàn về phép, chứ anh đi tái ngũ thì đã được hơn nửa năm. Chị cứ nhớ mãi buổi tối hôm ấy, trời đã sang thu, gió thổi nhẹ nhõm hẳn và con gà mái mơ đã lục tục gọi con về ủ từ khi mới lặn mặt trời. Mặt mũi anh hoàn hớn hở như hồi kháng chiến được đội du kích sao cho giữ khẩu súng trường. Anh cứ nhìn chị tùm tìm cười. Chồng anh hôm ấy trẻ trung và khác hẳn. Đặt cái khanh ngồi lên bộ đùi giấy nâu bóng của mình. Anh cầm lấy hai bàn tay con gái, vừa chơi trò say lúa vừa nói bâng cua. Gớm, có mấy bà bên phạm, chồng đi bộ đội mà cứ sụt xịt như bị cúm ấy. Hờ, này mai tôi làm đơn tái ngũ để xem người ta có mưa ngâu mấy trận không nào. Bộ đội ai người ta thiết cái của bốn con ấy mà đơn với trả tư. Chị cừ lườm yêu chồng và bắt gặp cái nhìn vừa âu yếm vừa dò hỏi của anh Hoàn. Chị hiểu ngay cái điều quan trọng đó sắp sửa xảy đến. Đêm ấy, vợ chồng chị ngủ muộn. Anh Hoàn đặt bàn tay lên vai vợ dịu giọng Nhà nở vào tháng mấy nhỉ? Còn hai tháng nữa, độ cuối tháng 10. Thật oái oăm lại nở đúng vào vụ gạt nữa hay để tôi lên huyện đội xin họa đến ra riêng nhé thôi nhà cứ đi việc nhà đã có u có hợp tác nhà đi lại không vất vả bằng mấy ấy à chị đặt tay lên má chồng ngoài sông câu vợ chồng con gà đồng thức giấc gọi nhau từng hồi lành lói anh hoàn đi rồi căn nhà như rộng thênh rộng thang xa và thiếu một cái gì hết sức gần gũi thân thiết nhất là sau những bữa cơm tối khi ba đứa con đã ôm nhau nằm ngủ thì chị lại thoáng một nỗi lo âu. Từ ngày anh đi, bảo cụ vất vả quá, toàn là những việc lặt vặt không gọi tên ra được, nhưng làm từ lúc mở mắt đến lúc lên giường mà vẫn chưa hết. Bảo cụ mệt lắm, nhưng chẳng có hé răng phàn nàn. Chị cừ càng thương mẹ chồng, lại càng băn khoăn khó nghĩ. Trước đây anh Hoàn vừa chịu trách nhiệm tín dụng xã, vừa làm kế toán hợp tác xã, nhưng nhờ sức vóc khỏe mạnh lại dốc vác, nên mỗi vụ cũng làm được ngót nghìn điểm. Chị Cử cũng nhanh nhảu chăm làm nên gia đình chẳng còn phải lo gì bát cơm hột gạo. Còn như cái may mặc sắm sửa trong nhà thì đã có tiền bán gà bán lợn. Tiếng là thôn quê nhưng con cái chị Cử cũng áo hoa xếp nhựa tươm tất. Nay chỉ có mình chị mà công việc lại mọc ra như chân rết, rồi lại việc hội, việc nhà, việc hợp tác. Thêm nữa, đứa con mới đẻ lại ốm o, ngầy ngà luôn, không được khỏe khoắn ăn chơi như mấy đứa trước làm lúc chị nghĩ mình dễ phải có đến chăm tay mới găm nổi công việc hay là mình xin thôi công tác hội phụ nữ nhưng không hiểu sao khi chị nghĩ như vậy thì lập tức như thấy có ai đang ngồi bên cạnh nhắc nhủ khó mà làm được mới hay chứ dễ làm khó bỏ thì người ta chẳng cần đến mình bây giờ phong trào ba đàm đang ở xã ngọc sơn đang lên mình nản một tí là hỏng bét cả rồi trăm con mắt người ta nhìn vào ôi đến cán bộ hội còn chẳng đàm đang được nữa là chúng tôi mình cứ thản nhiên coi như anh ấy còn ở nhà. Cả trì bộ, cả hội, cả hợp tác xã, ngần ấy con người chẳng lẽ để mình bơ vơ hay sao? Rồi cái oanh nó đầy năm, nó lẫm chậm đi được, là mình lại như cánh son rỗi cho mà xem. Chị cử nghĩ cũng đúng thế thật, như bà các cháu đó, cụ thì có được học hỏi gì nhiều đâu. Thế mà một thân một mình nuôi con, quản hết mọi việc cho chồng đi hoạt động, mà ngày kháng chiến còn gai bằng mấy bây giờ ấy chứ. Ngày ấy chị còn trẻ măng Đã nổi tiếng là cô gái táo tợn Đã nghiễm nhiên nhảy tót vào công sự Nâng súng lên bắn oảng oảng Chống giặc Pháp đi càn Cô ta đã đánh nhau với cả bọn giặc đi đất Với cả bọn giặc đi xe tăng Cô cùng chiến đấu với đồng chí Lục Này là chủ nhiệm hợp tác xã Mỹ Xá Chị cử ôm con vào lòng mỉm cười Chị gọi cái cử và cu khoản Đến ngồi bên cạnh Mỗi lần như vậy Cô khoản lại rối rối cái đầu khét nắng vào nách mẹ tay mân mê những ngón chân đo đỏ của bé oanh và hỏi bố sắp được thưởng phép phải không u chị âu yếm vuốt vài mớ tóc mềm mại của con giọng sẽ sàng đánh mỹ xong bố khoản mới về khoản ở nhà phải chăm học rồi u xin hợp tác xã cho nhận con nghé hoa đằng nhà bà bật về cho khoản chăn hàng ngày khoản đưa em khanh ra lớp mẫu giáo này khoản có giúp u được thế không nào cô khoản nhếch mồm lý nhí có ạ à. và thơm vào má em một cái rõ kêu rồi chạy ù xuống bếp băm rau lợn cho bà. Việc nhà chị thu xếp đã tạm ổn. Một hôm đi họp phụ nữ về, bà bật gọi chị lại, hai người bước cạnh nhau. Này, chị cũng chẳng lạ gì công việc của cánh phụ nữ mình nữa. Thường là việc hội với việc của hợp tác xã phải kết hợp thì mới đẩy sản xuất lên được. Chị lại là chấp hành. Chị cử thấy bà bật cứ rào trước đón sau như thế liền hỏi. Em tối dạ lắm, bà bảo em gì cơ? Ấy chết, làm chị lại tưởng chuyện gì to tát lắm chả là hội ta phải có một đại biểu trong ban quản trị chúng tôi định đề cử chị đấy chị cừ chợt nghĩ đến cái oanh năm tháng rồi mà nó chỉ mới biết lấy lại cứ xài đèn luôn em chả dám từ chối công việc hội giao đâu nhưng cháu nó yếu quá sợ không làm tròn xã viên lại phê cho bảo bật rôi nổi mình làm cho hợp tác xã bảo con người ta chẳng giúp đỡ mình thì thôi chứ lại còn phê nhau Thôi thì chị cứ mạnh dạn Làm một kỳ rồi sau ra sao hãy hay Chị đem chuyện này về hỏi bà cụ mẹ chồng Bà cụ chẳng bàn hơn bàn thiệt gì cả Chỉ thủng thẳng Ồ thì cũng đã làm hết sức rồi đấy Mày liệu sức xem có càng đáng nổi công việc thì hãng nhận Chưa vào quản trị là lắm việc lắm Chăm thứ bà dàn là đến tay mình tất Giọng chị cử cao hẳn lên Đôi mắt chị long lanh như một cô gái trẻ Thế U cố gắng giúp con U nhé Khó khăn nhất là cái đợt anh hoàn đi Rồi con lại nở cháu Thế mà nhờ U cũng đâu vào đấy cả nữa là bây giờ Ừ Thì cái sự cố gắng của U nó lại đi một nhẽ Bà cụ không nói hết câu Hấp hái mắt nhìn chị như muốn nói U cũng muốn con ra góp với dân với làng Nhưng liệu có đủ sức mà kham không Chị lặng lẽ bước đến bên mẹ Nhìn vào mắt mẹ Chị thấy vững tâm và tin ở mình lắm Bất giác chị mỉm cười và muốn nói thật to Con làm được nhất định làm được u ạ chị cử vào ban quản trị lại được vân công làm thủ quỹ chị cũng đã nghe nói có nơi cánh đàn ông cứ tìm những việc thật khó ấn cho phụ nữ rồi chẳng ngó dòm gì cả đến lúc chị em làm hỏng làm sai mới cau mặt ẩm ý đấy có bà đảm đang mới phải đưa các bà ấy vào thôi chứ có biết ăn làm gì đâu và các ông ấy lại bắt phụ nữ chạy điếu đóng vòng ngoài nghĩ vậy chị thấy hơi buồn chị đang học lớp 3 mà công việc thủ quỹ ở hợp tác xã nào có đơn giản nhưng nếu thật họ thử mình thì cũng phải tỏ ra cho họ biết rằng phụ nữ bây giờ không để cho ai coi thường bắt nạt được cả với lòng tự ái ngấm ngầm ấy chị mày mò tính toán suốt ngày đêm đến chị ngồi bịa ra những khoản xuất khoản nhập chính phủ rắc rối tập cộng vào trừ ra bù bên này đắp bên kia cứ thế ngày này qua ngày khác đã gần một năm chị làm thủ quỹ mà chẳng hề sai sót một trinh nhiều lúc bà cụ kiểm nói Chuyện tiền nong Mình đừng có mà dây dưa vào Rồi thì bán cả nhà đi mà đền Chị cười đưa sổ sách bày cả lên bàn Bạn to ngọn đèn rồi kéo mẹ ngồi lại bên cạnh U xem Khoản nào ra khoản ấy Phần mình lắm Ấy là U cũng nói vậy đừng ngừa thôi Chứ nhà bà bật ông khuê cứ đến hỏi tao Bà xem chị ấy có kêu ca gì không Tao bảo Còn kêu cái nỗi gì Việc làm không hết Có thì giờ đâu mà kêu Bây giờ thì chị cử đã thấy rõ Chi bộ hợp tác giao việc gì cho ai là đều có chú ý bồi dưỡng Cái lần chi tiền thuê máy bơm Chị cộng trừ thế nào mà hụt gần 200 bạc Lo lo là Lo cứ trũng cả mắt Có lúc chị đã phát khóc lên Nhưng rồi bà bật ông lục chủ nhiệm Rồi cả anh tư kế toán nữa Xúm lại tìm giúp chị Thì ra đáng lẽ chia 100 nhân với 40 Chị lại đặt ngược phép tính Thật hú vía Dạo này cái oanh đã đầy năm nó đã biết lần thành giường bước từ đầu nọ đến đầu kia Mỗi lần chị đi làm về Nó tuét miệng cười Nhăn nhăn cái mũi làm bộ Để hở bốn chiếc răng cửa trắng như hạt gạo nếp Và đập tay vào bụng gọi mẹ hoan hô Nửa tháng nay đồng đang gặt Sẵn cua Chị em trong đội bắt được con nào là quẳng đến cho chị cử Này Chúng tôi gửi biếu con gái anh bộ đội đi nhá Có chút canh cua Lạ miệng Trời lại mát Cái oanh chịu ăn nên đã có da có thịt nòm hay đáo đề. Chị ôm lấy con, nỗi cảm động pha lẫn biết ơn bà mẹ chồng. Bà con xóm làng làm chân tóc chị tê tê. Chị thơm nhẹ vào cái má phình phình bánh đúc của bé oanh âu yếm. Tốn bao là công sức của bà. Này mày nhớ lại đi lấy chồng, thì phải nhớ về hầu hạ trả công bà nhá. Bà cụ kiểm đang hí húi dặm lại cây thúng đựng tóc, cười một mình. Bà cụ kiểm đang hí húi dặm lại cái thúng đựng tóc cười một mình. già ôi, Đợi đến lúc nó lấy chồng Thì bà đã xanh cỏ từ đời tám hoánh nào rồi Nói vậy mà trong bụng cụ thật vui Mình khó nhọc Nhưng mẹ con nó biết cho cái công của mình Thế cũng là hà lòng hà dạ Cụ ngừng tay Nhướn người Ghé vào tay chị cử thì thầm Ủa nghe phòng phành đâu như người ta sắp đưa chị ra giữ chân đội trưởng đấy Chuyện này bà bật Ông Khuê Bí Thư Chi Bộ đã nói với chị rồi Hợp tác xã sẽ thành lập ba đội ba đảm đang Và chị sẽ là đội trưởng một đội Suy đi nghĩ lại chị Cừ nhận lời Vì chị tin rằng dù thế nào đi nữa Chi bộ với hội phụ nữ cũng không bỏ mặc mình chị xoay sở Chị kéo bà cụ đến ngồi bên cạnh Bà con đã bảo làm Thì con cũng cứ ghi nhận thôi U ạ à. Mình là gia đình bộ đội mà Ừ thì U có bảo sao đâu Chỉ nhớ thằng Hoàn Nhớ đứng nhớ ngồi Không biết nó có hay tin mày tiến bộ không Chị Cừ làm đội trưởng đội sản xuất số 2 Từ đầu vụ chiêm năm 1967 một loạt các cô nhỏng bảy 17-18 tuổi trong đội nói với chị. Chị cứ yên tâm, chúng em nhất quyết không để chị phải vác cờ vàng đi họp đâu. Anh Duyệt, chi ủy viên và là đội trưởng cũ của đội hai bảo chị. Hợp tác xã đã tập dượt cho chị mấy cầu rồi, bây giờ cứ mạnh dạn mà làm ào đi, tôi xin giúp chị cả hai tay. Chị cử cũng tạm yên tâm, nhưng khi về đến nhà, nằm vắt tay lên chán, chị lại thấy lo rồi. Cái lo thì ra cũng mỗi ngày một rộng, đó không còn phải như hồi người chồng mới đi tái ngũ, là cái lo từ cổng lo vào, lo sao cho đời sống gia đình mình được đầy đủ như trước. Mà bây giờ là cái lo rộng lớn hơn, lo từ cổng lo ra, lo sao cho hơn 20 hộ trong đội làm ăn ngày một khấm khá. Đồng đất ở Mỹ xá, đâu có phải là thứ đất biết chiều người, nó là thứ đất vừa cao, cao nhất huyện Tứ Kỳ, vừa nghiêng, nghiêng hát về phía con sông câu chảy loằng ngoằng như ruột lợn, trước đây bỏ nậm còn ra làm sao thấp lẻ tẻ Hệ mưa là nước tràn Bao dần màu mỡ Làm cho đồng đất Mỹ xá ngày một bạc màu Đất màu mỏng như bánh đa Hồi hợp tác xã chưa làm được con mương Dẫn nước Bắc Hưng Hải về Thôn này thiếu nước làm ruộng Phải bỏ hóa chiêm đến nửa đồng Đến tận chân tre làng Đặc biệt là cánh trũng phạm Đất xấu ơi là xấu Đất mỏng lại chua Cỏ lăn cỏ lóc thường mọc Làm sạc thêm cánh ruộng bạc màu Bây giờ đội 2 đội chỉ cư phải làm ruộng ở cánh trũng phạm này. Tất nhiên là hợp tác xã đã dần dần cải tạo đất. Đầu vụ đông xuân 66-67, đội 2 cũng như các đội khác đã làm đất nhanh kỹ. Qua hai vụ liền mất mùa liên tiếp, đời sống bà con có khó khăn, nhưng bà con ăn thiếu mà vẫn theo việc hợp tác rất thăng. Họ tát cản ao đi lấy bùn, lấy ngày lấy đêm, lấy hàng ngàn tấn vẹn vẹn có 15 ngày, vừa làm đất, làm thủy lợi vừa lấy bùn. Những việc ấy đồng chí đội trưởng cũ đã chỉ đạo bà con trong đội rồi nhận nhiệm vụ đội trưởng chị cử lo bắt đầu từ cái khâu ấy nhưng khâu ấy lại chính là một khâu khó rất khó của vụ đông xuân này vì thời tiết đến là khắt khe cay nghiệt rét quá rét quá xài mạ không sao mọc lên được nhất là mạ chiêm trang cứ bạc phách cả lá lẫn nõn tình cảnh này ắt là thiếu mạ chị cử đã phải lao ngay vào việc chăm bón mạ vụ này thật gian truân hơn cả người mẹ chăm con xài đèn Thế mà mạ vụ chiêm này cũng chẳng tốt cho lắm Cấy như là ăn ghém mà Đội hai vừa cấy buổi đầu tiên Thì đồng chí Khuê Bí thư chi bộ xã Mỹ Xá Trong ban kiểm soát của hợp tác xã Gia Thăm, Đã có ý kiến ngay với chị Cờ Này chị xem thế nào chứ Bà con cấy thưa như vậy Không đảm bảo mật độ Này mai là phải nhổ lên cấy lại đấy Đồng chí Khuê vừa đi khỏi Chị cử sang xem lại một thửa ruộng ở gần đó Quả thật Bà con cấy mấy hàng lúa có thưa thật Lập tức chị nhổ lúa lên cấy lại Rồi ngay tối hôm đó Chị gặp bà con chị nói Các bà cấy như vậy là phải nhổ lên cấy lại rồi đấy Gầy quá Đàn đi không tẩy dặm lại Đề nghị các bà cấy nhích vào Ấy chúng tôi chỉ sợ thiếu mạ không cấy hết ruộng Các bà không lo Hợp tác xã đã có kế hoạch Thế thì được rồi Từ ngày hôm sau Bà con cấy thẳng hàng Bảo đảm đúng khoảng cách Và lúa đã được cấy xong trước Tết Đảm bảo đúng thời vụ đúng vào dịp này nhà nước lại bán điều hòa cho mỹ xá mấy chục tấn lương thực việc ấy làm cho nhà nhà đều cảm kích riêng chị cử càng thêm suy nghĩ đáng ra những tấn lương thực ấy phải được chuyển ra tiền tuyến chuyển ra cho các anh ấy đằng này lại phải chuyển về đây nhân việc điều hòa lương thực này hợp tác xã đã phát động quần chúng ra sức chăm bón lúa chiêm và làm tốt vụ lúa xuân nhưng đi thăm đồng về chị cử ngao ngán quá cả một cánh đồng đã được cấy xong từ trong năm mà ra ngoài riêng chỉ thấy giặt nước là nước, lất vất mấy lá lúa đang cố ngoi lên khỏi mặt nước. Sau khi xin ý kiến ban quản trị, chị, chị cử quyết định một cách táo bạo, nhổ một số lúa lên, cấy dặm sang chân ruộng khác và xè lúa ở những chân ruộng đã tốt để cấy trả lại cho những chân vừa nhổ lúa đi. Ít lâu sau, các ruộng lúa đều tốt, lúc ấy bà con trong đội mới yên tâm. Lúc đầu chúng tôi đã lo lúa má như vậy, vụ này cũng lại đói thôi. Việc làm lúa xuân không dễ, khó nhất là không làm mạ chị cử nghĩ đến lời dặn sơ sài nhưng rất đúng của chồng nếu có khó khăn đã có các anh ấy giúp đỡ chị nghĩ đến đồng chí duyệt đến đồng chí ngậy là những đảng viên trong đội đã giúp đỡ chị nhiều từ khi chị ngỡ ngàng nhận chân đội trưởng thường thường chị cử gặp khó khăn gì đều đến bàn bạc với các đồng chí đó lần này chị lại phải nhờ các đồng chí đó viện trợ một tay gặp các đồng chí chị nói ngay việc làm mạ xuân khó lắm đích thân các đồng chí phải ra tay tự làm cho thì mới được. Các đồng chí đó đều vui vẻ nhận làm. Thế là chỉ còn lo việc chăm bón lúa chiêm, mà muốn cho bà con chăm bón đúng lúc đúng cách, thì tốt hơn hết là chính đội trưởng, chính mình, ngày ngày phải đi làm với bà con. Chị cử đã làm như vậy, và cứ như vậy, sau khi cấy được 8 ngày, lúa được làm cọ đợt một được bón đạm, sau khi cấy được đúng 15 ngày, lúa được làm cọ đợt hai Đến đợt này, Chị cử thấy lúa ở một số ruộng bị xấu hơn các chân khác Chị lại đến bàn với đồng chí Duyệt Tôi định cho bón thêm đạm Bón vào đồng Đồng chí thấy thế nào Được đấy Chị xem chân nào xấu thì có thể bón tăng đạm Đến khi lúa vừa độ con gái Lại được làm cỏ đợt ba Được sục bằng cào cỏ 64A Sau đó lại được đùa bằng cào sắt Rồi bón đón đồng Mỗi xào được bón 10kg phân chuồng Bằng 1 phần 3 khối lượng phân bón trong cả vụ Đất làm kỹ Phân do nhiều lúa tốt bổn vụt chưa vụ chiêm nào ở làng mỹ xá lại có bụi lúa to đến thế những lá lúa xanh mượt đan nhau che kín đất sức lúa con gái át hết cả những cỏ ớt cỏ thèo lèo chị cử càng phấn khởi nhiều lúc chẳng có việc gì ngoài ruộng chị cũng sán quần đảo qua cánh đồng một lượt xem xét thế rồi lúa đã không phụ công người bông to ré đầy hạt chắc bông lúa như bông kê cầm gồi lúa mà bại cả cánh tay lúa chiêm đã lắm thóc lúa xuân lại càng lắm thóc hơn cả đội được mùa cả hợp tác xã được mùa thóc ngồn ngộn lên ở sân kho dưới ánh nắng vàng làm lóe cả mắt cót thóc nhà chị cừ để ngay ở gian ngoài hai chị em cái khánh cái oanh suốt ngày chơi trò u tim quanh cái cót thóc đầy tố ụ tỏa ra một mùi thơm cù khoản đi học về ăn no rồi nhảy lên lưng trâu thúc ra bờ máng trong bữa cơm đầu mùa chị cừ ngồi ngẩn ra mà ngắm bốn đứa con bưng những bát cơm đầy tràn và xỉ sụp. Đứa nào mà cũng bầu bệnh dễ thương Qua bao khó khăn vất vả Bây giờ các con chị đã biết học Biết làm Chị cứ ngồi mặt ngẩn ra không ăn chị cũng thấy no Nhìn mẹ Cái cửa ngừng và cơm Bỏ bát đũa xuống mâm lo lắng U mẹ thờ Con đi nấu cháo u ăn nhé Cháo gạo mới ngon lắm mua ạ à. Chị cử xúc động Chị nói như dỗ dành Các con ngoan chăm học Đừng quấy bà Để u đi làm lấy điểm vụ Sao nhà ta tha hồ lắm thóc U không mệt đâu Như mọi lần Cù khoan lại ngânh mặt hỏi mẹ đọc một câu Bố sắp được thưởng phép phải không hả U Ngày mùa lại đến với những ngày nắng gắt Với những nỗi lo xuôi ngược về thời vụ Về nước, về sâu Nhưng chùm lên mọi nỗi thấp thòm là bệnh vàng lụi Cái bệnh quái quỷ ấy Nó cứ phá lúa ảo ảo như cam tàu mã Là một người tính tình chu đáo Chị cử đã thích chữ ngay từ đầu vụ nào vôi Nào do Trời tháng 7 nắng chảy đá nhưng chị em vẫn sụp hết bếp nhà này đến bếp nhà khác quét bổ hóng. Chân tay mặt mũi người nào cũng lem luốc như anh hề. Mấy bà có tuổi ban đầu còn đứng xem, nhưng đến lúc phải thốt lên. Cái con mẹ cử, thật đó còn giỏi hơn cả đàn ông. Rồi cũng cầm chổi chui vào bếp. Vụ mùa năm ấy thời tiết thật trái khoáy, trời trong vời vợi, lấy xào chọc cũng chẳng ra nước. Cánh đồng bị xá lại cao, nên được hột nước nào mất hột ấy. Được cái chị cử biết lo xa, đã giữ nước từ lúa chia mới uốn câu. Đến đêm tiếng gào tát nước ỉ oạp suốt cả cánh đồng. Đã thế bọn tàu bay Mỹ lại suốt ngày đến quấy, ném bom, bắn rocket súng lung tung. Có đêm tàu bay vừa ảo qua là đã nghe bom nổ hàng giây. Sát cánh ruộng đội trị cử đang tát nước, nó cũng quẳng xuống mấy quả bom bi. Bom bi quả ổi nổ lụp bụp nổ suốt một buổi chiều. Có bà thấy vậy đã bàn. Cờ sự này không biết còn sống được không mà cây với chả cay. Tỉnh thế gai go thật, Ngày hôm sau cánh đồng vắng hẳn Chị cử đến tận nhà vận động Nhưng cũng chỉ nghe được mỗi câu Quỳ cái thân trước đã chị ạ à? Có người là khác có của thôi Làm lúc chị cũng thấy giòn sợn, sợn, Nhưng nghĩ cho cùng Chị thấy chưa nghiệt ngã bằng mấy mươi năm trước Hai bốt bình di Bốt cống câu kẹp làng Mỹ xá vào giữa Hệ động là giặc pháp dội súng tăng sình Lùa xe cóc, lùa quân đi quét Thế mà dân làng du kích Trong đó có chị Vẫn cứ đàng hoàng gạt hái làm ăn huống gì bây giờ thằng mỹ ở tận đầu tận đâu nghĩ thế chị nói với chị em trong đội rồi rủ mấy cô thanh niên cô phú cô trí cô trò bện nổm rơm khoác vào người rồi ra tát nước ngay ở cạnh ruộng có bom bi địch vừa làng xuống có quả chưa nổ còn nằm tênh hênh bên gốc xạ các cô đi tìm bom bi như tìm ốc vặn nhặt gọn vào một đống rồi hủy đi những bà già nhát gan tròn xoe mắt chạy ra đồng xem rồi các bà cũng bạo dần vì cánh đồng lại loang loáng gào đưa nước chảy đất được ngâm lâu bừa kỹ ruộng ngấu bùn đến tận bụng chân cây lúa cắm xuống ngày một khác tốt tơi bời nhìn thật sướng mắt nhưng một hôm đi làm về chị Cử cũng hốt hoảng chạy bổ đi tìm đồng chí duyệt và cứ thế kéo ông chủ nhiệm ra đồng chết thôi chú ạ à, lúa đội cháu bị vang lụi rồi đồng chí duyệt nhổ lúa lên xem xem dễ xem cổ xem lá và mặt hơi tái đi không khéo vàng lụi thật phải chữa ngay đi thôi được cái mọi thứ đã được chuẩn bị từ sớm khá đầy đủ Người thì trộn vôi với trò bếp Người đi tháo thuyền tháo chân trũng trước Rồi xáo sới rác phân Rác vôi trộn với trò bếp Rồi đem cào ra cào Có ruộng còn được rác thêm đạm Mấy hôm sau mới lại tháo nước vào Tháo ở ruộng trên xuống Và ruộng trên cũng được chữa như vậy Toàn bộ diện tích trong đội và diện tích của hợp tác xã Đều được cứu như cứu hòa Hồi này suốt ngày trưa tối sáng Chị Cừ đều song sóc ở ngoài đồng Khuya về chậm mắt được một chốc Chị lại đến gọi cô trò Hớt hải đánh thức chị em ra cứu lúa Nửa tháng sau Đi họp huyện về Chị cử lội tắt qua khu ruộng của đội 2 Và không còn tin ở mắt mình nữa Trong buổi hoàng hôn Cả cánh đồng như dập sành Vươn dậy rùng rùng trồm lại phía chị Những lá lúa mộc tuyển to bản Nhọn hoắt, Tua tua như một rừng mắc ken dày Đang đỏ lên dưới những tia nắng buổi chiều Đến lúc này chị cử mới hết lo Gớm bữa nọ sợ quá sợ người ở nhà đói một phần sợ lại đói lây cả đến người ở tiền tuyến nữa chứ vụ ấy lại được mùa to hợp tác xã mỹ xá đạt năng suất bình quân cao nhất miền bắc 8 tấn rưỡi riêng đội ba đảm đang của chị cừ lại vượt lên năng suất không ngờ 9 ,2 tấn hai đúng vào những ngày vui vẻ này chị cừ nhận được thư của chồng bức thư qua nhiều trạm quân bưu nên đã sờn hết mép có chữ đã nhòe nhưng chị vẫn cứ cảm thấy như có mùi mồ hôi tay màn mặn của anh Chị cầm bức thư đến ngồi trước bàn Bạn to ngọn đèn lên Chị vừa cúi xuống thì nước mắt đã nhòa ra Anh Hoàn ơi Anh cứ yên tâm đi đánh giặc Ở nhà con khỏe lắm U khỏe lắm Em thì được như thế này đây Biết kể với anh sao cho hết được niềm vui của em Hết được tấm lòng tốt của U Của chi bộ Của bà con trong hợp tác Khuya rồi Gió lạnh đi ảo ảo trong lá Ngoài sông câu Vợ chồng con gà đồng lại thức giấc kêu từng hồi lạnh lót Đêm khuya này, trời lạnh, sao mà con gà đồng kêu nhạt thế. Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.